30 câu nói hay về tiền bạc. 1. Có 3 người bạn trung thành, 1 người vợ tấm cám, 1 con chó nuôi từ bé và 1 số tiền dự trữ. 2. Với người nghĩ rằng tiền có thể làm được mọi thứ, ta có thể nghi ngờ anh ta làm mọi thứ vì tiền. 3. Tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua hạnh phúc? 4. Tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời, và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng. 5. Tập trung cả đời vào việc kiếm tiền cho thấy sự nghèo nàn về tham vọng. Bạn yêu cầu quá ít ở bản thân và điều đó sẽ khiến bạn không thỏa mãn. 6. Không nên đánh giá cuộc sống chỉ bằng tiêu chuẩn của đồng đô la và đồng xu. 7. Người thì không thể mang tiền vào quan tài được, nhưng tiền có thể bỏ người vào quan tài. 8. Của cải giống như nước biển, càng uống nhiều chúng ta sẽ càng thấy khát hơn, và danh tiếng cũng tương tự như vậy. 9. Khi việc liên quan tới số tiền lớn, tốt nhất là không tin ai cả. 10. Lúc có tiền nên nghĩ đến ngày không có tiền, chớ để đến ngày không có tiền mới nhớ lại đến lúc có tiền. 11. Tiền bạc có thể kiếm được bằng nhiều cách, nhưng tình bạn mất đi sẽ không bao giờ quay trở lại. Chúng ta sẽ rất hối tiếc vì điều đó. 12. Muốn có tình bạn đẹp, tiền bạc nên sòng phẳng. Tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng bạn bè tốt rất khó tìm thấy. 13. Tình bạn không thể dùng tiền để mua. Tình bạn phải xuất phát từ sự chân thành của cả hai người. Nếu ai đó dùng tiền để kết bạn, người đó không xứng đáng. 14. Đừng năn nỉ hay làm họ trở nên khó xử vì đã không thể cho bạn vay. 15. Khi trắng tay mới biết ai là bạn. Thà là mất lòng trước được lòng sau còn hơn là tin tưởng rồi mất luôn một người bạn vì tiền. 16. Vay tiền hiểu lòng người, trả tiền hiểu nhân cách. Bạn bè chơi với nhau cốt ở tấm lòng, bạn bè tốt thường không bỏ rơi bạn trong lúc khó khăn. 17. Người hay chủ động thanh toán tiền không phải do ngu ngốc lắm tiền, mà là người ta coi bạn bè quan trọng hơn tiền bạc. 18. Không cho mượn tiền thì mất bạn, cho mượn tiền thì mất cả bạn và tiền. 19. Tiền không phải là thứ quan trọng nhất trên thế giới, mà đó là tình yêu. Nhưng thật may mắn, tôi là người yêu tiền. 20. Tiền không mua được hạnh phúc chẳng phải vì tiền không có đủ sức mạnh, mà là vì không ai bán hạnh phúc. 21. Tiền mang lại hạnh phúc với những người biết sử dụng chúng, biết dùng nó để đem đến niềm vui cho những con người bất hạnh. 22. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu, nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết. 23. Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? 24. Tiền bạc cũng giống như tình yêu, nó sẽ chết từ từ và đau đớn những người cứ khư khư nó bên mình, và ngược lại, sẽ làm cho những ai biết sử dụng nó một cách khôn ngoan được hạnh phúc. 25. Bạn chỉ có thể toàn tâm toàn ý khi được làm những gì bạn yêu thích. Đừng lấy tiền làm mục tiêu của mình, thay vào đó, hãy theo đuổi những điều bạn yêu thích và cố gắng làm thật tốt. Đến khi đó, bạn sẽ nhận được ánh mắt tôn trọng và ngưỡng mộ từ những người xung quanh. 26. Tiền bạc là một hình thức tự do. 27. Tiền chỉ là vật trao đổi, nó chỉ là giấy hoặc polymer. 28. Tiền là thứ khiến con người ta bị mê hoặc. 29. Tiền là thứ có thể làm thay đổi tâm tính con người. 30. Con người không có tiền có sống không? Có. Và như vậy là hết 30 câu nói về tiền hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.